Có hai sinh viên. There are two students. Một trong họ là người nước ngoài. One of them is a foreigner. One of them is a foreigner. Người kia là người Việt Nam. The other is Vietnamese. Có một đám đông. There's a crowd. Một số người trong đám đông thì hài lòng. Some of the crowd are pleased. Some of the crowd are pleased. Những người kia thì tức giận. The others are angry. Có hai bức tranh ở trên tường. There are two pictures on the wall. Bức tranh ở bên trái đẹp hơn bức tranh ở bên phải. The picture on the left is more beautiful than the one on the right. The picture on the left is more beautiful than the one on the right. Bức tranh ở bên trái đẹp hơn bức tranh kia. The picture on the left is more beautiful than the other. The picture on the left is more beautiful than the other. Có 42 học sinh ở trong lớp. There are 42 students in the class. Peter giỏi hơn những học sinh kia. Peter is better than the others. Peter is better than the others. Có hai bức tranh ở trên tường. There are two pictures on the wall. Bức tranh này đẹp hơn bức kia. This picture is more beautiful than the other one. Hoặc, this picture is more beautiful than the other. Có 20 học sinh ở trong lớp. There are 20 students in the class. Peter cao hơn những học sinh kia. Peter is taller than the other students. Peter is taller than the other students. Hoặc, Peter is taller than the others. Tôi không phải làm việc vào ngày cuối tuần. I don't have to work at weekend. Nhưng tôi phải làm việc vào những ngày kia của một tuần. But I have to work on the other days of the week. But I have to work on the other days of the week. Có hai ứng cử viên. There are two candidates. There are two candidates. Một trong họ là ứng cử viên của Đảng Lao động. One of them is the Labour candidate. One of them is the Labour candidate. Người kia là ứng cử viên của Đảng Bảo thủ.
The other is the conservative candidate. Conservative candidate. The other is the conservative candidate. The other is the conservative candidate. Có nhiều nhà ở khu vực này. There are a lot of houses in this area. There are a lot of houses in this area. Nhà của tôi nhỏ hơn những ngôi nhà khác. My house is smaller than the others. My house is smaller than the others. Trong trường này, lớp tôi đông hơn những lớp khác. In this school, my class is more crowded than the others. In this school, my class is more crowded than the others. Quốc gia này giàu có hơn nhiều quốc gia khác trên thế giới. This country is richer than many others in the world. This country is richer than many others in the world. Một số người trong đám đông thì hài lòng. Some of the crowd are pleased. Những người khác thì nổi giận. The others are angry. The others are angry. Có ai đó ở phòng bên kia? There's somebody in the other office. There's somebody in the other office.